Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với quý anh chị một miếng đất của mình dùng để đầu tư hoặc là mình xây nhà cũng được nha anh chị. Thì đường vào đất của mình anh chị là đường xe hơi nha anh chị. Vị trí chính xác của lô đất của mình anh chị nằm ở là ấp 2 xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Và đây là nền đất của mình anh chị. Nền đất của mình thì chủ đang xây chuẩn bị xây nhà đó anh chị, cho nên là xây luôn cái nền sẵn cho mình rồi, nhưng mà tại vì kẹt tiền cho nên tạm ngưng thi công. Thì nền đất của mình anh chị về mình thể mình xây nhà tiếp lên luôn nha anh chị. Thì đất của mình anh chị thấy là nó là có hai mặt tiền nè, diện tích là ngang 5m, dài 18m nha anh chị. Và hướng chính của nền đất của mình anh chị là sẽ là hướng nam nha anh chị. Và nền đất của mình thì đã xây cái móng rồi và đã có cái xin giấy phép xây dựng cũng như là có bản vẽ sẵn rồi. Anh chị nào mà muốn xây nhà thì mình cứ xây theo cái bản vẽ đã có sẵn nha anh chị. Nền đất của mình là 92m² và đã có là 44m² là thổ cư rồi nha anh chị. Còn lại là cây lâu năm. Chị xem thì đây là phía sau nền đất của mình. Đó là có nhà dân ta sống ở đằng sau nữa nè anh chị. Khu này là khu dân cư nha anh chị, điện nước wifi đầy đủ nha anh chị. Từ nền đất của mình anh chị, mình chạy ra đường nhựa là chỉ có 80m thôi. Và từ nền đất của mình ra đến đường huyện lộ 92A đó anh chị là chỉ có là 300m thôi. Mình chạy đến trường tiểu học Đạo Thạnh nè, ủy ban nhân xã Đạo Thạnh nè là chỉ có 1,2 cây số. Và mình chạy về chân cầu Hùng Dương đó anh chị chỉ 2km thôi. Còn mình chạy ra ngay chỗ dòng xe quảng trường đó là khoảng là 1,6km. Đây là sơ đồ kiểm tra quy hoạch nhanh. Thì nền đất của mình là nằm trong là đất cây lâu năm và đất ở nông thôn nha anh chị. Ủy ban thành phố Mỹ Tho mới ký quyết định là thành lập khu đô thị Đông Bắc, cho nên là giá đất của mình là sẽ là lên nữa nha anh chị. Rất thích hợp cho mình đầu tư hoặc là mình xây nhà để ở nha anh chị. Và bây giờ Tiến sẽ quay cái đường ra cái lộ nhựa cho anh chị xem nha. Còn về phần giá anh chị là anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Tiến qua số điện thoại trên màn hình nha. Để Tiến báo giá, tại vì đây là đất đầu tư đó anh chị nên Tiến không thể báo giá công khai trên YouTube được. Cảm ơn anh chị đã theo dõi Tiến trong thời gian qua. Đây, đây anh chị mình ra tới lộ nhựa rồi anh chị, chút xíu à, khoảng 20 giây là mình ra tới lộ nhựa rồi. Và chào tạm biệt anh chị à.